thân mến, các bạn đang nghe giọng hát của Đàm Vĩnh Hưng vang vọng ở trong quán cà phê này trên đường Phạm Văn Đồng, nối dài qua cầu Bình Lợi. Hôm nay tôi là Đình Nguyên đến đây để vui chơi thư giãn vào buổi sáng Chủ nhật 14 tây tháng 6 năm 2015. Quán có một diện tích rất rộng, mặc dù ở xa nhưng mà tôi là rất thích yêu thích quán này và tôi hôm nay đến để thư giãn. Sáng nay rất đông khách đến để thư giãn vui chơi tại quán. Khi nào rảnh các bạn đến đây sẽ có những giây phút thư giãn thoải mái.